Nhà chung cư ngày càng phổ biến tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, cũng chính vì vậy việc quy định các thiết bị chống cháy và thoát hiểm cho các tòa nhà cao tầng được quy định rất chặt chẽ, thủ đô Tokyo của Nhật Bản là một ví dụ. Chung cư Sasazuka xây từ 38 năm trước nhưng có đầy đủ trang bị hiện đại cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, cũng như các tòa nhà cao tầng khác ở Nhật Bản, Sasazuka có hai lối thoát khẩn cấp, gồm cửa trước và lối thoát ban công. Mỗi căn hộ ở đây đều có hai lối thoát hiểm. Sàn ban công có khoảng trống được đậy nắp có khóa móc, mở nắp ban công sẽ có thang cứu hộ di chuyển xuống dưới. Ngoài ra, vách ngăn ban công giữa các căn hộ có thể được dỡ ra để chạy khỏi căn hộ đang bị hỏa hoạn. Theo quy định, cư dân không được phép để các vật dụng làm ảnh hưởng đến các thiết bị hỗ trợ thoát hiểm. Về phía cơ quan quản lý, cơ quan phụ trách phòng cháy chữa cháy tại Nhật Bản chủ trương lắp đặt hệ thống báo động cho mọi chung cư coi đó là một biện pháp quan trọng trong hoạt động phòng cháy. Hệ thống này được kết nối với trung tâm quản lý để giám sát mọi dấu hiệu bất thường của tòa nhà. Ngoài ra, người dân phải thường xuyên tham gia các buổi tập và các buổi hướng dẫn tình huống để có được kỹ năng thoát hiểm. Và ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, người dân luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về phòng chống cháy nổ. Họ hiểu rằng phòng cháy hơn là chữa cháy.